12 cháu đúng không ạ? Đủ một đội bóng cả một trọng tài. Cô dâu thân mến, 12 cháu có nhiều không ạ? Không ạ. Hoàn toàn chính xác, kính thưa quý vị. Con gái Hà Thao là mắn lắm đấy, kính thưa quý vị. Cô dâu nói là 12 cháu cho không nhiều, hoàn toàn chính xác. Vì Âu Cơ của chúng ta đẻ ra bao nhiêu cháu ạ cô dâu? Một chào vào tay thật lớn cho cô dâu đi ạ. Âu Cơ đẻ 100 cháu, mình 12 cháu là quá bình thường đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn cô dâu rất là nhiều. Và trước khi hôn thì chú rể thân mến, bạn yêu cô dâu được mấy năm rồi? Sáu năm ạ. Tay run run từ 6 năm anh ạ. Có thế mà run ạ. Có cái khác quan trọng hơn không run? Kính thưa quý vị, 6 năm thì tôi tính bình quân mỗi một năm là 365 ngày, 6636, 36.000 ngày. Tôi hỏi thật bạn nhé, bạn đã bao giờ hôn cô dâu chưa? Bạn khai thật. Rồi ạ. Chú rể bảo hôn rồi, còn hôn vào đâu thì còn lâu mới nói đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ nhìn cách anh ấy hôn là chúng ta sẽ có biết chuyên nghiệp không ạ? Vâng, xin được mượn cô dâu bó hoa đúng không ạ? Vâng, tôi mượn bó hoa. Và đã hôn rồi thì bây giờ bạn hãy quay một góc 32 độ 7 vào bên tay trái tình yêu của bạn đi ạ. Tay trái ạ? Anh nhầm, tay trái thôi. Và cô dâu thân mến, bạn hãy quay một góc 72 độ 3 vào bên tay phải tình yêu của bạn đi ạ. Vâng, các nhiếp ảnh gia chuẩn bị bấm máy, chúng ta ghi khoảnh khắc này. Kính thưa quý vị và mạn phép các cụ trong nhà trong đàng kính, và xin được nhắc các nhiếp ảnh gia chúng ta chụp nhanh và đưa lên Facebook. Và chương trình của chúng tôi là nghiêm cấm các cháu nhỏ dưới 16 tuổi không được nhìn trộm, tránh tình trạng khuê tại chỗ. Và có nhìn trộm là không được bắt chiếc. Vì hôm vừa rồi tôi cả anh Trường làm một cái đám ở bên Lưu Thượng, đã nhắc các cháu rồi. Thế là các cháu bắt chiếc, lúc ra thấy các cháu cứ cười mà không thấy răng đâu. Hỏi các cháu là hôm nay ở cưới các con ăn nhiều kẹo hay sao mà lấp hết cả răng thôi. Nó mới cười, nó bảo tại con không nghe lời chú. Chính vì vậy mà các cháu là không được nhìn trộm và phải nghe gì ạ? Nghe lời nhá. Và cô dâu thân mến, chú rể thân mến, bạn hãy đặt tay vào chỗ mềm nhất mà bạn vẫn đặt đi ạ. Có mềm hơn hôm hai đứa đứng ở bờ sông Nhuệ không ạ? Mềm hơn không ạ? Chưa đứng bao giờ. Thế mà mấy anh chân gỗ anh bảo hôm nọ tao vừa gặp ở cầu chuôn. Vâng, kính thưa quý vị và cô dâu thân mến, mấy nghìn ngày đấy, chắc chỗ nào cứng nhất thì bạn chắc là đặt thường xuyên rồi đúng không ạ? Cầm hai tay vào chỗ cứng nhất đi ạ. Đặt hai tay vào chỗ cứng nhất mà bạn vẫn đặt đi ạ. Chỗ nào ạ? Đấy, lại phải để chồng nhắc. Vâng ạ, chắc là có chỗ nào cứng hơn hay sao mà cô dâu còn đắn đo quý vị. Vâng, hoàn toàn chính xác, đó là bờ vai, là điểm tựa cứng cáp và vững chắc nhất sẽ đi theo cô dâu suốt cuộc đời. Chính vì vậy mà cô dâu đã chọn điểm tựa này. Và kính thưa quý vị, tôi sẽ đếm từ 3 đến 1 và quý vị hô thật to là chúc mừng hạnh phúc được không ạ? Vâng ạ, quý vị đếm cùng tôi ạ, các nhóm ảnh ra chuẩn bị ghi khoảnh khắc này ạ. 3, 2, chú bảo quý vị từ từ, chú bảo con không được nhìn rồi mà lại cứ nhìn nhỉ. Không nhìn, phê ra đây thì không kịp cấp cứu đâu. Quý vị đếm cùng tôi ạ. 3, 2, 1, xin được chúc mừng hạnh phúc. Ôi giời ơi, thế là bảo hôn rồi. Kính thưa quý vị, chú rể bảo hôn rồi. Hiện tại là nhà gái đang dẫn trước quan họ nhà trai với tỷ số là 1-0. Cô dâu thân mến, bây giờ bạn sẽ có trách nhiệm là suốt khoảng 75 tỷ phạt đền chú rể vì tội không hôn. Bạn có đồng ý không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Nếu vậy thì bạn sẽ có trách nhiệm xúc quả 75 y thẳng vào lưỡi của chú rể. Với một khung thành là một bờ môi và một hàng tiền đạo là một bờ răng rất vững chắc. Chuẩn bị được chưa ạ? Vâng, chú rể bây giờ bạn thua rồi, bạn đứng im, mắt lim dim và tim đập nhẹ. Vâng, sờ cứ rồi. Vâng, anh cứ bình tĩnh ạ. Quý vị hôn thật tôi, cùng tôi thật to. 3, 2, 1, xin được chúc mừng ngày vui, xin được trân trọng kính mời. Chú. Đấy, gái Hà Thao là cứ phải thế nó mới chuẩn. Dạ vâng, kính thưa quý vị, xin được trao lại bó hoa cho cô dâu. Đúng là...